Kính chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Mời bà con điểm qua thông tin nông nghiệp đáng chú ý hôm nay. Giá tiêu dần phục hồi, nhà vườn ngóng chờ giá cao hơn nữa. Không chỉ tìm giống mới độc lạ, làng hoa Sa Đéc Đồng Tháp còn đầu tư đài ngắm hoa cao 18m phục vụ du khách. Gặp gỡ tỷ phú trồng hoa ở Di Linh thu 10 tỷ mỗi năm. Cao nguyên Di Linh đầu tư nuôi bò Úc, tỉnh Lâm Đồng đang tăng cường liên kết chuỗi trong chăn nuôi. Cập nhật giá hồ tiêu mới nhất gửi đến nhà vườn. Nhìn chung thị trường hạt tiêu trong tuần qua có dấu hiệu khởi sắc. Hiện giá tiêu đang được các doanh nghiệp và thương lái thu mua quanh mức 57-58.000 đồng một ký. Riêng tại Bà Rịa Vũng Tàu là vùng nguyên liệu được ghi nhận luôn có mức giá cao nhất 58.000 đồng một ký. Giá tiêu tại các tỉnh như Đắk Nông, Bình Phước, Đắk Lắk hiện đang được thu mua ở mức 57.000 đồng một ký. Thời gian dài, thị trường hạt tiêu thế giới vẫn chịu sức ép giảm giá do nhu cầu thấp, nguồn cung thì dư thừa. Tuy nhiên, hiện nay diễn biến giá tiêu rất phức tạp. Ngoài việc nguồn cung trên thế giới quá nhiều, nhưng tại Việt Nam thì bệnh dịch hoành hành, hàng ngàn hecta hồ tiêu bị chết, khiến nông dân thất thu, sản lượng thấp cũng là tác nhân khiến cho giá hồ tiêu tại Việt Nam tăng trở lại. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 9 năm nay, xuất khẩu hạt tiêu đạt 184.000 tấn, trị giá 608,79 triệu đô la Mỹ, tăng 5,9% về lượng nhưng đã giảm 34,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cả, dịch bệnh trên cây tiêu, cây điều diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến cuộc sống của nông dân, nên nhiều người cũng nói vui là cuộc sống tiêu điều để nói lên sự không ổn định khi đầu tư vào các loại cây trồng này. Tuy nhiên hiện tại thì giá cả đang phục hồi trở lại, và thông tin là tỉnh Lâm Đồng đang phục hồi diện tích cây điều, tập trung vào hướng nâng cao chất lượng. Thưa bà con và quý khán giả, năm 2017, diện tích điều ở Lâm Đồng giảm mạnh do bị bọ xít muỗi tấn công và bệnh tháng tư hoành hành, có khoảng 10% diện tích điều không thể phục hồi. 20% diện tích có thể phục hồi nhưng chậm, còn lại là những diện tích phát triển bình thường. Để chủ động trong công tác chăm sóc quản lý dịch bệnh và khôi phục các vườn điều, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đã đưa ra nhiều giải pháp giúp bà con nông dân khôi phục các diện tích đã bị thiệt hại nặng. Trong đó, việc tuyển chọn các giống điều tốt, năng suất cao từ vườn điều đầu dòng được kiểm soát chặt chẽ, phổ biến các kỹ thuật cắt ghép điều, quy trình chăm sóc bón phân giúp điều nhanh chóng được phục hồi. Đồng thời, với những diện tích điều không thể phục hồi được, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị chuyển đổi sang các loại cây trồng khác có năng suất cao hơn. Hiện nay giá điều ở Tây Nguyên đang tăng cao, chính vì vậy việc khôi phục vườn điều là cần thiết, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất. Nhân đây tôi cũng muốn giới thiệu đến bà con và quý khán giả cách trồng trái cây sạch của nhà vườn miền Tây. Trồng trái cây sạch đảm bảo sức khỏe là cách để lấy lại niềm tin của người tiêu dùng mà nhiều nhà vườn miền Tây đang muốn hướng đến. Thực tế thì hiện tại nhiều nhà vườn ở Đồng Tháp đã sản xuất thành công trái xoài sạch xuất khẩu đi Mỹ, Nhật hay là Hàn Quốc. Nhưng mà làm sao để sản xuất sạch mà giá thành thấp, lợi cao và kèm theo đó là năng suất và chất lượng phải đi đầu? Mời bà con và khán giả cùng về huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp thăm vườn trái cây sạch này đây. Nói đến sản xuất sạch phải kể đến sự ra đời của hợp tác xã nông sản sạch xã Vĩnh Thới, mà người tiên phong cho cách làm này là ông Tống Văn Phong, một nông dân rất tâm huyết về việc tạo ra trái cây sạch cho người tiêu dùng. Ông cho biết hiện nay nhiều nhà vườn đã dần thay đổi thói quen trong sản xuất như thay thế phân vi sinh, phân hữu cơ cho phân hóa học, đồng thời hạn chế sử dụng thuốc hóa học cho vườn cây của mình. Có một số người thì cũng còn ngần ngại, bởi vì là khi mà cái nông dân mình là không dám mạnh dạn làm. Thí dụ như tôi mạnh dạn làm, anh cứ không tự tin thì anh cứ làm một hai bờ, anh cứ làm minh chứng bằng một hai bờ của mình thôi. Khi mà kết quả là đó thì anh nhân những gỗng ra, có làm được cái nông sản sạch để đưa ra cái thị trường đáp ứng cho cái nhu cầu sức khỏe của cộng đồng. Cái thứ hai nữa để giảm giá thành. Và cái thứ ba nữa là cái đó là cái nó cực kỳ có lợi cho bản thân người trực tiếp sản xuất trong vườn. Hay như hợp tác xã cây có múi Tân Phước với 80 thành viên đều đang áp dụng các quy trình sản xuất sạch, sản xuất an toàn nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân và người tiêu dùng. Theo ông Võ Văn Quang, giám đốc hợp tác xã, thì việc áp dụng quy trình sản xuất sạch không khó, tuy nhiên nhà vườn phải kiên nhẫn mới đạt kết quả. Khi sản xuất sạch thì sản phẩm thu được sẽ an toàn cho sức khỏe, thương lái thu mua với giá cao hơn. Hiện tại địa phương đang khuyến khích bà con sử dụng mô hình sản xuất sạch, chiếm tỷ lệ từ 70-80% ở xã này và những người trồng cây có múi. Huyện Lai Vung, Đồng Tháp hiện có 3 hợp tác xã sản xuất trái cây theo hướng sạch, an toàn với tổng diện tích trên 300 hecta, chuyên sản xuất các loại cây có múi và thanh long ruột đỏ bán cho siêu thị và xuất khẩu. Bên cạnh đó, các tổ hợp tác cũng đã và đang áp dụng các quy trình sản xuất an toàn trên cây mận, cam xoàn, quýt đường, mắng cầu xiêm. Ngành chức năng huyện cũng đang tuyên truyền định hướng nhà vườn chuyển đổi tập quán sản xuất cũ sang sản xuất an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường thời hội nhập.
Mấy năm nay, đời sống người dân tỉnh Đồng Tháp nâng cao nhờ cây lúa, cây trái và các vườn hoa kiển. Thời gian gần đây, khách du lịch đến tham quan sẽ thấy được sự đa dạng đột phá của nhà vườn làng hoa Sa Đéc trong việc tìm tòi những giống hoa kiển mới phục vụ thị hiếu của khách hàng. Mới đây thì tôi cũng có nghe thông tin là ở đây sắp xây đài ngắm hoa, và không biết là anh Minh Thiện đã có cập nhật thông tin này chưa? Thông tin này là hoàn toàn chính xác đó chị Thư Kiều. Điều này cho thấy là nông dân đã bắt nhịp và biết cách làm du lịch mới. Đây cũng là lần đầu tiên mà làng hoa trăm tuổi này có đài ngắm hoa phục vụ khách tham quan. Một hộ dân ở làng hoa đã mạnh dạn đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây dựng đài ngắm hoa cao 18 mét. Người đứng ra xây dựng đài ngắm hoa này là ông Trần Hữu Tài, ngụ khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Đài ngắm hoa được xây dựng trên tuyến đường hoa thuộc khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông. Đài ngắm hoa được xây dựng bằng sắt kiên cố, chân đài rộng 4,5 m, đỉnh đài rộng 3,5 m. Sức chứa tối đa khoảng 40 người. Đứng trên đỉnh đài, khách tham quan có thể phóng tầm nhìn tổng thể làng hoa trong bán kính 20 km. Ngoài ra, nơi đây cũng trang bị thêm ống ngắm để phục vụ khách tham quan. Hiện tại đơn vị thi công đã thực hiện gần 50% khối lượng công trình, đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tiến hành trang trí để đưa vào phục vụ khách tham quan dịp Tết Dương lịch 2019. Nói đến hoa thì có lẽ Lâm Đồng mới là số 1 bởi vì nơi đây được mệnh danh là xứ sở ngàn hoa. Vậy nên nơi đây có điều kiện để người dân làm giàu từ hoa. Nhưng ở thị trấn Di Linh của huyện Di Linh thì trang trại hoa Phú Sơn thu lợi kép hàng năm trên dưới 10 tỷ đồng với hai loại hoa chủ lực là hồng môn và hồ điệp. Nghe mà ham quá anh Minh Thiện ơi. Bởi vì 10 tỷ đồng thì đối với nông dân là số tiền mơ ước rồi. Đời sống người nông dân khấm khá thì cũng sẽ làm thay đổi cái bộ mặt nông thôn, góp phần làm giàu cho địa phương. Nhưng mà để có được số tiền cao như vậy thì chắc chắn là nông dân cần phải miệt mài cần cù rất là nhiều. Cũng từ cây hoa hồng môn là xuất phát điểm khởi nghiệp để đưa cây hoa làng hồ điệp về phát triển thành cây hoa thương phẩm xuất khẩu trị giá kinh tế vượt trội mà ông Nguyễn Phú Sơn đã trở thành tỷ phú. Bây giờ thì mời chị Thư Kiều cùng với bà con và khán giả. Chị nào mà có nhu cầu mở vườn hoa kiển thì hãy cùng tìm hiểu những thông tin sau đây. Trang trại Nguyễn Phú Sơn ở thị trấn Di Linh, huyện Di Linh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chọn là một trong 6 mô hình hỗ trợ xây dựng liên kết chuỗi với 22 nông hộ trồng 8 hectare hoa hồng môn từ huyện Di Linh mở rộng lên huyện Đức Trọng và huyện Lâm Hà. Ông Nguyễn Phú Sơn mạnh dạn mở rộng diện tích trồng hoa hồng môn và hiện tại đạt tổng diện tích hơn 6.000 m2 nhà kính, trong đó phân bổ diện tích 4.000 m2 hồng môn cắt cành cùng 2.000 m2 hồng môn chậu. Tổng diện tích hồng môn này hiện vẫn duy trì ổn định và đạt năng suất ở mức cao nhất. Cụ thể, theo chủ trang trại Nguyễn Phú Sơn, tổng doanh thu hồng môn trong một năm vừa qua trừ mọi chi phí đầu tư khoảng 20%, còn lợi nhuận ròng khoảng 3 tỷ 200 triệu đồng. Bên cạnh hồng môn, trang trại Nguyễn Phú Sơn còn đầu tư 3 căn nhà kính trồng lan hồ điệp giống Đài Loan với tổng diện tích 2.100 m2, xây dựng từ gần 7 năm trước. Còn gần 4 tháng để đón Tết Nguyên Đán 2019, cũng là lúc trang trại hoa Nguyễn Phú Sơn phải cung cấp đủ 60.000 chậu lan hồ điệp theo hợp đồng với khách hàng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và khách hàng ở Campuchia. So với Tết Nguyên Đán năm 2018 thì số lượng lan hồ điệp Tết Nguyên Đán năm nay ở trang trại Nguyễn Phú Sơn tăng 20.000 chậu, tương đương là 2 tỷ 600 triệu đồng. Tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển, chúng ta tiếp tục gặp gỡ một đại diện nông dân khác cũng khấm khá nhờ miệt mài nhưng đầu tư cho nuôi bò Úc. Chỉ mới 3 năm nuôi bò Úc, chị Nguyễn Thanh Thúy ở thôn Phú Hiệp 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh được nhiều người biết và tìm đến để mà học tập, trao đổi kinh nghiệm bởi khoản thu nhập gia tăng đáng kể. Tỉnh Lâm Đồng đang chi tiền tỷ cung ứng vốn cho nông dân chăn nuôi, trong đó thì có con bò. Sự nhạy bén của chị Thúy ở chỗ là sau khi có được thông tin tỉnh huyện ban hành đề án phát triển chăn nuôi bò từ nay đến năm 2020 và được tìm hiểu thực tế các mô hình trang trại chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao và tìm hiểu kỹ thị trường tiêu thụ, chị đã chọn phương án nuôi bò thịt giống Úc. Từ ý tưởng đó, gia đình đã mạnh dạn phá bỏ 2,2 hectare cà phê đang cho thu hoạch, chuyển sang trồng cỏ giống VA06. Năm 2015, chị bắt đầu xúc tiến làm chuồng trại, rồi đầu tư vốn nuôi bò thịt với số lượng ban đầu là 50 con bò Úc. Sau đó, vào năm 2016, chị tiếp tục tăng đàn bò lên 120 con. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu công việc từ trồng cỏ, chuồng trại, nguồn vốn trước khi nuôi bò và được Trung tâm Nông nghiệp huyện Di Linh tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh và công tác thú y, đàn bò của chị đã phát triển tốt, tăng trưởng nhanh. Đợt đầu, chị đã xuất chuồng 50 con bò thịt, thu được lợi nhuận cho gia đình là 538 triệu đồng.
Với giá cả thị trường như hiện nay, chị Thúy ước tính mức lợi nhuận trong đợt này thu được khoảng 600 triệu đồng. Người dân đã mạnh dạn đầu tư nhưng mà cũng được dự báo là nhiều rủi ro. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, thì ngành chăn nuôi sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và mức độ cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu ngày càng khốc liệt hơn. Để ngành phát triển bền vững, nhiều giải pháp đã được đưa ra. Trong đó yêu cầu về chăn nuôi tập trung, quy hoạch vùng, chủ động đảm bảo nguồn thức ăn chăn nuôi và phát triển chăn nuôi theo chuỗi cung ứng sản phẩm, từ khâu cung cấp con giống cho đến thành phẩm đưa ra thị trường được đặt ra khá cấp thiết. Như vậy là những hộ chăn nuôi như chị Nguyễn Thanh Thúy ở Di Linh cũng rất cần tham gia liên kết, sản xuất theo chuỗi giá trị tìm đầu ra. Để chứng minh cho hiệu quả từ việc liên kết chuỗi thành công, bền vững, mời bà con xem ghi nhận của phóng viên từ những nhận định của các chuyên gia. Đây là một trong số các cuộc hội thảo thường xuyên được doanh nghiệp tổ chức để giúp nông dân có cái nhìn mới về phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong và ngoài nước. Thông qua trao đổi, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cách chăm sóc và chăn nuôi theo hướng hiện đại đã được bà con nông dân tiếp nhận và áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Tôi đến đây là học hỏi ông kỹ sư từ Hà Lan đến đây, học hỏi được nhiều kinh nghiệm về con dê, nắm về muốn bắt được các thứ về con dê bệnh tật và cách chăm sóc và cách cho kiến thức cho ăn là cách nguồn dinh dưỡng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dê Núi Lâm Đồng là đơn vị tiên phong nghiên cứu và đưa giống dê bò từ Thái Lan về xã Gia Nghiệp, huyện Di Linh để chăn nuôi theo quy mô trang trại từ đầu năm 2015. Với định hướng phát triển trang trại dê giống quy mô lớn, hiện tại quy mô đàn dê của đơn vị này đã lên tới hơn 1.000 con, đồng thời phát triển mạng lưới liên kết với các nông hộ dưới hình thức cung cấp dê giống, hỗ trợ kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi của bà con. Tính đến thời điểm này, số trang trại dê tinh của công ty đã lên tới 100 hộ với quy mô 1.000 con dê giống, dê sinh trưởng và phát triển tốt, trên nền tảng áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người nông dân từ mối liên kết với doanh nghiệp và nông dân. Về phía doanh nghiệp thì chúng tôi đang cố gắng kết nối và đã kết nối được với một số đối tác là sẽ tiêu thụ cái thịt dê sạch là cái sản phẩm của bà con đã chăn trong quá trình bà con đã chăn nuôi và đạt được. Thêm một điều nữa là chính doanh nghiệp công ty Dê Núi Lâm Đồng đã thực hiện là mở cái chuỗi cửa hàng tiêu thụ thịt dê sạch nhằm mục đích là sẽ tiêu thụ cái thịt dê của bà con. Chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, liên kết chuỗi trong chăn nuôi còn chưa đồng bộ, nhiều khâu trung gian chính là những rào cản cho việc phát triển chăn nuôi trong bối cảnh nền kinh tế thị trường như hiện nay. Trước thực tế này, 16 hộ chăn nuôi heo ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm đã cùng nhau liên kết lại hoạt động dưới mái nhà chung là tổ hợp tác chăn nuôi Việt Gáp với tổng đàn trên 1.000 con. Thì theo tổ Việt Gáp ấy, thì nuôi thì là cũng có vào cái hội đấy thì được cái là nhiều anh em chị em cũng cứ đến tháng là họp tổ Việt Gáp rồi cũng chia sẻ. Rồi cũng tóm lại là cũng thông tin về heo, về chương trình chăn nuôi. Ví dụ ai có kinh nghiệm gì thì truyền cho nhau. Bản thân người nông dân có thay đổi rất lớn trong nhận thức về liên kết chăn nuôi theo chuỗi. Vấn đề còn lại lúc này là sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các kỹ sư nông nghiệp để cùng hỗ trợ tạo thế đứng vững chắc cho ngành chăn nuôi ở địa phương. Trước làn sóng hội nhập, các loại thịt đông lạnh sẽ được nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam trong tương lai gần. Thì bên chỗ hội nông dân của sắp tới đây cũng đang kiến nghị và tiếp cận với ngân hàng để sao tạo thu tiếp cận với nguồn vốn và thu về để cho bà con tiếp tục tái đàn. Thì bên hội nông dân cũng cố gắng là sắp tới để giữ được chăn nuôi sạch và bền vững. Cùng với những thay đổi trong tư duy phát triển chăn nuôi và liên kết để hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm, hướng đi đúng đắn này đã và đang tạo ra những thay đổi cho người nông dân và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi hiện nay, tạo nền tảng để phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững ở Lâm Đồng. Nông nghiệp Lâm Đồng khắc phục khó khăn, hạn chế và đổi mới từng ngày như thế nào sẽ được chúng tôi thông tin đến bà con và quý khán giả mỗi ngày trong bản tin 365 ngày chuyển động. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai. Nếu như có phản hồi hay là muốn tìm hiểu về những cây con giống mới, những mô hình sản xuất hiệu quả, hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc là số điện thoại 0263 3829 930.